Đây là cái gối đỡ UCB207 nhá. 207 này, mã này mã B207. Cái này thì sử dụng cái bi bên trong là 207, vậy nó có những cái thông số kỹ thuật bên trong như thế này. 207 thì cái đường kính này, các bạn sẽ nhìn thấy cái đường kính này nó sẽ bằng 35 nhá. Cái đường kính lỗ này sẽ là 35 này. Đây là những cái thông số kỹ thuật cơ bản. Đây. Bạn đo nó sẽ bằng 35. Kích thước này nó sẽ là 35. Cái kích thước tiếp theo nữa là cái kích thước về cái chiều dài. Chiều dài hiện tại của nó sẽ là 167 các bạn nhá. 167 mini. Chiều rộng của nó này. Chiều rộng của nó sẽ là 48, chiều rộng danh nghĩa của nó sẽ là 48 này. Cái chiều cao này. Chiều cao này hiện tại nó đang là 92 các bạn nhá, 92. Còn cái chiều cao mà từ cái mặt này lên đến cái tâm lỗ này hiện tại nó đang là 47.6 này. Tức là kích thước từ đây đến cái khoảng này nó là 47.6. Thì đấy là cái thông số về kích thước cơ bản. Còn hai nữa là cái khoảng cách giữa hai tâm lỗ này thì chúng ta xác định đo bằng cách này nhá. Thay vì đo đây thì tôi sẽ đo từ đây để làm sao xác định hai tâm lỗ này. Hiện tại nó đang là 126 mini này. Kích thước này là 126 mini. Thì điểm khác biệt giữa cái gối đỡ hàng chất lượng và hàng bình thường nó khác nhau ở phần bi này các bạn nhá. Tức là cái phần bi này. Đây chính là cái phần bi mà chúng tôi tháo rời ra, nó như này, khác nhau ở phần chất lượng. Bi này nó có chất lượng hay không, tốt hay không là do cái này quyết định này. Cái thứ hai đó là do cái phần vỏ của gối đỡ này nó có dày dặn chắc chắn không, cái nước đúc nó có mượt mà hay không, thì đấy là những yếu tố thể bên ngoài thì nhìn thấy bằng cái nước đúc, bằng cái độ dày mỏng của cái phần gối đỡ này. Còn chất lượng bên trong thì phải do quyết định cái bi này. Cái trường hợp mà tiếp nữa là nếu mà bạn mà trong quá trình sử dụng mà các bạn thay bi hỏng cái phần bi này thì chúng ta có thể là mua cái phần bi giờ này để thay thế sửa chữa, thì nó sẽ có chi phí nó hợp lý hơn. Là việc chúng ta mua cả cái gối đỡ này tháo nắp nó sẽ phức tạp hơn, thì chúng ta chỉ cần mua cái phần bi này phần rời nhá. Còn đây là cái phần nút mà chúng ta phải thường xuyên tra cái dầu mỡ vào định theo định kỳ để làm sao mà bên trong này nó có cái phần để làm sao mà tra cái mỡ vào bên trong này các bạn nhá. Đây là nút bơm mỡ vào này. Đấy là đậy đây. Đấy là tất cả thông số kỹ thuật của dòng B UCB 207 nhá.